Blessing Swarm Grenade. Phải bạn không? Cùng sửa nhá. Rõ ràng là bên tấn công thì Sentinel rất là yếu khi không giúp được đồng đội nhiều trong cái quá trình vào site. Đầu tiên với Killjoy ở map pro này, các bạn hãy aim cho mình ở những vị trí đặt tâm, gióng theo cột sắt, di chuyển tâm sang bên phải một chút. Đó, chúng ta sẽ có được một cái Molly tại backside. Và các bạn có thể nhìn thấy cái texture như mình đang zoom in trên màn hình đây. Hãy aim vào góc bên phải của cái texture này. Đó, tất cả chúng ta sẽ đều đừng ném nhá. Đây sẽ là hai trái Molly giúp cho đồng đội các bạn có thể vào sai một cách hiệu quả hơn khi không cần phải mất nhiều thời gian để check up cũng như là khiến cho đối thủ không có những góc bắn đẹp